Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 11. Như vậy thì trong clip trước ở phần lý thuyết ở cái bài 22 thì thầy đã quay xong cho em rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái phần bài tập, và nó có 8 bài tập thì thầy sẽ quay trong vòng 2 clip các em nhé. Ok. Ở cái bài số 1 là phát biểu nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo hóa học thì nó đã có sẵn ở trong sách. Có cần thầy quay lại ba cái nội dung không nào? Ba nội dung ABC nhé. Thì các em ghi vào giúp thầy các em nhé. Phần cái này là trong sách giáo khoa các em tự làm được chưa? Câu số 2. Đối với câu số 2 thầy sẽ làm cho các em để các em thấy nha. Nó cũng là phần lý thuyết nhưng mà không bảo thầy sao thầy lười nữa, đúng không? Câu số 2 này. So sánh ý nghĩa của công thức phân tử với lại công thức cấu tạo cho thí dụ minh họa. Được chưa nào? Nhưng khi mà so sánh các em nhớ rằng giùm thầy là nó phải có giống và khác nha. Bây giờ thầy sẽ ghi ở cái phần giống giữa công thức phân tử và công thức cấu tạo nó giống cái gì nè. Ở phần giống nhau thì các em thấy là nó đều cho chúng ta biết được cái gì em, về cái thành phần nguyên tố và cái số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong cái phân tử đó, có đúng chưa nào? Nghĩa là đều cho biết cái thành phần nguyên tố và cái số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử. Được chưa nào? Đây chính là cái giống nhau. Còn bây giờ cái khác này. Cái khác nhau các em. Thì khác nhau thì về cái công thức phân tử á, thầy ghi tắt được nè, công thức phân tử nó không biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết giữa các nguyên tử trong khi á cái công thức cấu tạo thì nói lên rõ điều này. Được chưa nào? Nghĩa là gì? Nghĩa là công thức cấu tạo này nó sẽ biểu diễn được cái thứ tự và cách thức liên kết giữa các nguyên tử ở trong cái phân tử đó. Đúng không nào? Thầy lấy ví dụ. Ví dụ với cái công thức phân tử, ví dụ như là C2H6O đi. Thì ta chưa biết cái hợp chất này là gì, không nào, đúng chưa? Thì cái này trong cái phần lý thuyết thầy nói rất là nhiều, đó chính là ribotilic với dimethylate tùy theo cái cách sắp xếp trong công thức cấu tạo của nó, đúng không nào? Và nó có thứ tự sắp xếp các nguyên tố như thế nào? Được chưa nào? Nhưng mà ta chỉ biết được cái gì? Biết cái phân tử này nó cấu tạo từ mấy nguyên tử carbon, hai nguyên tử carbon này, sáu nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy. Được nào? Này được cấu tạo từ hai nguyên tử carbon này, sáu nguyên tử hydro này và một nguyên tử oxy, có đúng chưa nào? Đó, ok. Và với cái công thức phân tử của C2H6O, đó nè, nếu này, nếu chúng ta viết nó trở thành là gì, C2H5OH thì đây chính là rượu ở tử lít. Có được chưa nào? Nhưng mà các em viết trở thành là CH3OCH3 thì đây chính là gì? Đây chính là ET. Và hai công thức cấu tạo này có tính chất hóa học khác nhau hoàn toàn. Tại sao nào? Tại vì một bên thể hiện tính chất của rượu và một bên thể hiện là tính chất của ET. Một bên là tan vô hạn ở trong nước và một bên là rất là ít tan ở trong nước.
hoặc là cái nhiệt độ sôi vân vân, các em hiểu chưa nào? Đó. Câu số 2 này, giống này, khác này. Ví dụ chúng ta đi sang bài số 3 em nhé. Ta đi sang câu số 3 em. Người ta hỏi em là thế nào là liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba, thì cái này chúng ta được có trong sách rồi, nhưng mà ở đây thầy sẽ ghi nhanh để chúng ta nắm này. Liên kết đơn không? Liên kết đơn ở đây nghĩa là liên kết sigma đúng không nào? Đúng không nào? Liên kết sigma thì ở đây chúng ta sẽ viết cái hiệu xấu lại luôn này. Là cái liên kết sao em? Do mấy cặp em? Do một cặp E dùng chung tạo nên đúng không? Được chưa nào? Tới là liên kết, liên kết đôi thì ở đây là một liên kết bi và một liên kết sigma là cái liên kết do hai cặp E chung tạo nên. Ở đây chúng ta bỏ chữ dùng đi nha. Còn cái liên kết 3, đây là hai liên kết bi và một liên kết sigma là cái liên kết do mấy cặp? Chắc chắn là do ba cặp E chung tạo nên. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 4 em nhé. Bài số 4. Ok. Rồi có bài số 4, đây là một bài trắc nghiệm nha. Người ta hỏi em là chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn? CH4 metan, CH4 ethylene, đây là benzene này, đây là acid acetic. Như vậy thì trong bốn cái công thức này khi em viết ra thì chỉ có duy nhất một cái hợp chất có liên kết đơn, đó chính là khí metan em nhá. Ok, bài này rất dễ nên thầy chọn luôn. Như vậy thì tiếp tục chúng ta sẽ đi sang câu số 5 em nhé. Ta đi sang câu số 5 em. Những chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau? Chúng ta nắm giùm thầy hai cái khái niệm, thế nào là đồng đẳng và thế nào là đồng phân. Như vậy thì đồng đẳng là gì em? Đồng đẳng là các chất có phân tử khối hơn kém nhau là một hay nhiều nhóm CH2, được chưa nào? Còn đồng phân đó chính là các chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo. Các em rõ chưa nào? Ví dụ đồng đẳng là trong cái dãy đồng đẳng của alkan chẳng hạn đi. Ví dụ CH4 rồi nhìn nữa các em, C2H6 rồi C3H8, C4H10, C5H12 ví dụ thế. Đó chính là đồng đẳng. Còn ví dụ như đồng phân thì ví dụ như là C2H6O thì chúng ta sẽ viết ra một cái là rượu etylic, một cái là dimethyl ete. Thì đó chính là đồng phân. Đồng phân nghĩa là có cùng một công thức, có cùng công thức phân tử nhưng mà công thức cấu tạo thì chúng ta viết ra khác nhau. Em hiểu không? Ok, như vậy bây giờ chúng ta nhìn qua này. Câu A này, rồi đây, đây là C4H8 này đúng không? Để thì ghi đây để em thấy nhé. Đây chính là, đây cũng là C4H8 này, nhưng mà ở đây nó chuyển cái liên kết đôi, thấy không nào? Thấy liên kết đôi thì ở đây chính giữa là chuyển ở đầu này, thấy chưa? Nó cũng chính là cái anh trong cái dãy đồng đẳng của alken, thấy không nào? Đây là C5 này, chắc chắn C5H12 này. Ở đây sẽ là C3H6 này, đồng đẳng của alken luôn này. 1, 2, 3, 4, 5, đây chính là C5H10 này. Điểm nốt 3, 4, 5, 10 đúng chưa? Alken luôn này. G ở đây cũng là đây C5H10 này. Hai đây chắc chắn là đồng phân của nhau này. Đồng đẳng này, alken này.
DC5H10-12, thầy xin lỗi, thầy ghi 15. Ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đây là C6H14 đúng không nè. 3, 5 này. Đúng rồi, 14H14. Đây là ancan này. Ancan này. Đây là đồng đẳng nhau của ancan này. Đây chính là C5H12 này, cũng ancan này. Hiểu chưa? Đấy. Như vậy các cái đồng đẳng của nhau đó chính là gì nè? Thì giống như nãy thầy đã nói rồi. Ở đây là anken, anken này, anken này, anken, anken này. Còn ở trong đây có ba cái ancan. Thầy khoan những cái này là ancan nha, để cho chúng ta dễ dàng phân biệt nha. Ba cái thầy khoan đây chính là ancan, còn tất cả những cái này đều là anken. Em hiểu không? Đó, như vậy thì ở đây này, các chất đồng đẳng của nhau này. Như vậy ở đây các em thấy hai này là cùng một. Như vậy ở đây các em thấy này. A này. A rồi D này. Rồi E này. Là các anken này. Hoặc là đây là A này, D này, rồi gì, G này, đúng không? Hoặc là B, D, E, hoặc là B, D, G, đó. Các đồng đẳng của anken á. Bây giờ các cái anh mà của ancan, ancan thì ở đây các em thấy này. Cái anh này. Như vậy ancan ở đây các em thấy là đây C5H12, đây C5H12, đây C6H14. Như vậy các em thấy là CH này và HI. Đúng không nào? Là đây CH, H với lại Y. Đó là các đồng đẳng. Bây giờ chúng ta đi sang các đồng phân nhé. Các đồng phân của nhau thì ở đây các em thấy là ở đây nó có cùng công thức phân tử này, nhưng công thức cấu tạo nó khác này. Như vậy AB đây chính là đồng phân này, đồng phân của nhau này. Tương tự như vậy hai đây, YG này có cùng công thức phân tử này, C5H10 này, nhưng công thức cấu tạo nó khác này. Hoặc là ở câu C, câu C với câu Y, đây chính là hai cái anh này là đồng phân của nhau, có cùng công thức ở đây là C5H12 và đây C5H12, nhưng mà công thức cấu tạo của nó khác nhau này. Đúng, hiểu không? Rồi. Ở đây em ghi giùm thầy các chất đồng phân. Bây giờ hiểu đồng phân và đồng đẳng chưa? Là ở đây các em thấy là giữa A với B vì đều có công thức phân tử, đó chính là C4H8. Các em hiểu nào? Nhìn nữa nào, Y với G C5H10 đó, vì đều có công thức phân tử là C5H10. Một cái nữa là C5H12 là câu C với câu Y, đúng không nào? Vì đều có công thức phân tử là C5H12. Đây hai, đây là anken này, đây là ancan này, đúng không? Hiểu chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 678 ở trong clip tiếp 2. Các em nhớ like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng với thầy các em nha. Ok, cảm ơn em, bye bye nha.